Chào mọi người, đây là hiệp 2 của chuyến bay Lê. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên tàu Shinkansen với những cái tâm trạng rất là bồi hồi. Và anh Tuấn thì hiện tại anh đang có một chút vấn đề về bụng. Hiện tại thì anh đang bị đau bụng và anh muốn nói lên cảm xúc mà ngồi trên Kansen, Shinkansen mà bị đau bụng. Anh cho vài lời cảm xúc ạ. Rồi thật sự là tôi rất là buồn, thất vọng về bản thân mình. Hôm qua thì anh em của khai trương là cái dịp dài đấy, để mở một thùng bia về thôi mà uống được ba lon là anh em sắp mặt luôn. Sắp mặt gì? Tôi cũng sắp mặt. Sắp mặt gì? Sắp mặt lời. Mà là uống xong là mọi người dọn ra, tôi đi mua được cái nón. Cái nón này à. Cái nón 98 cho mọi người nhìn cái đồ hỏi của anh à. Đây cái đồ hỏi này. Tại vì sao mà tổ hỏi đây là tổng là có lý do cả phải không? À, anh đừng mua vào đi, anh nhìn cái đầu anh đây. Tôi chạm một váy đó mà để dự tổng qua là đi 4 lần rồi mà mình cũng được đi nhậu là mình cũng nghĩ rằng là không đi làm là tôi lại là rảnh, mà thật sự là rảnh mà làm việc liên tục. Tổng qua tôi đi 4 lần mà hồi phóng thì đi 4 người 4 lần thôi. Sáng nay tôi để ra xong tôi đi lần nữa, vậy là vào chuẩn bị đồ xong đau quá cũng đi một lần nữa. Xong trong một đoạn trẻ anh kia lên nhà làm cơm, tôi thấy ăn xong tôi cũng đi một lần nữa, bây giờ lại đau nữa. Bây giờ tôi không biết sẽ làm như thế nào. Vậy thì bây giờ kìa... trong lúc này tôi thấy một thứ rất là yên ắng, rất là nghiêm túc, mà tôi đi lui tự nhiên thì cũng không tốt lắm. Các bạn biết rồi, ở trên trên liền kiểu gì đâu, tôi lại ở đâu kia mà có ai đi kìa, mà tôi cũng nhận đi ngay. Vậy bây giờ kìa, anh chỉ nói chuột lại câu đó về cái mong muốn lớn nhất. Mà hiện tại bây giờ của anh mong muốn điều gì? Mong muốn lớn nhất của tôi thì hiện tại bây giờ chỉ có đi một kỳ thật là vui thôi. Mà trong cái cơ thể của mình phải khỏe á. Chứ tôi đau bụng tôi muốn tôi là lành mạnh cái đã. Đấy, lành mạnh mình đi được mới có tương lai, chứ đau bệnh thì chịu không có tương lai được. Mọi người ạ, tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Câu chuyện tối hôm qua của tôi thì thật sự là đi theo cô hôm nay thì là có nhiều kỷ niệm mình không thể quên được. Đấy, đặc biệt là đi với anh chị. Đúng rồi. Xin lỗi mọi người, cho thật sự là một câu chuyện rất là nhảm nhí, đúng không ạ? Nhưng mà thôi kệ, lỡ rồi thì ta phải quay thôi, đúng không ạ? Chào mọi người.